Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB, tiền thân là Ngân hàng Nông thôn Nhân ái, thành lập năm 1993 tại Cần Thơ. SHB ghi dấu những bước ngoặt lớn trong lịch sử phát triển, khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực ngân hàng bằng nhiều sự kiện quan trọng. Đặc biệt, phải kể đến việc SHB là một trong những ngân hàng đầu tiên tham gia chương trình tái cấu trúc của Ngân hàng Nhà nước và nhận sáp nhập thành công Ngân hàng Habubank, tái cấu trúc đưa công ty thủy sản Bình An từ nguy cơ phá sản trở lại hoạt động ổn định và tiếp tục phát triển. Năm 2015, SHB nhận sáp nhập công ty cổ phần tài chính Vinaconex Viettel, mở ra lĩnh vực kinh doanh giàu tiềm năng, tài chính tín dụng tiêu dùng. Tính đến cuối năm 2015, tổng tài sản của SHB đạt hơn 205.000 tỷ đồng, vốn điều lệ gần 9.500 tỷ đồng, lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng, gần 7.000 cán bộ nhân viên. Tỷ lệ nợ xấu của SHB giảm dần qua các năm và tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2015 là 1,72%. SHB không ngừng mở rộng quy mô, hệ thống mạng lưới và vươn ra thị trường quốc tế tại Lào và Campuchia với trên 500 điểm giao dịch. Đầu năm 2016, SHB chính thức ra mắt ngân hàng 100% vốn tại Lào, đặt ra tôn chỉ hoạt động, đối tác tin cậy, giải pháp phù hợp. SHB luôn làm hài lòng khách hàng, đối tác với những sản phẩm dịch vụ ngân hàng đồng bộ, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích cho khách hàng với phong cách phục vụ chuyên nghiệp tận tâm. Sự thành công và uy tín của SHB được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế, bằng sự tin tưởng của khách hàng và cổ đông trong suốt 23 năm qua. Đặc biệt, năm 2013, kỷ niệm 20 năm thành lập, SHB vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì. Tất cả chúng ta đều vui mừng trước sự phát triển không ngừng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB. Từ một ngân hàng có quy mô nhỏ, phạm vi hoạt động hẹp, đến nay SHB đã trở thành một ngân hàng có quy mô lớn, có năng lực tài chính vững mạnh, có uy tín cao trên thị trường tài chính tiền tệ. Tôi biểu dương và chúc mừng những thành tích mà lãnh đạo SHB đã đạt được, đặc biệt là thành tích chỉ đạo lãnh đạo toàn diện của đồng chí chủ tịch Đỗ Văn Nghĩa. Trong quá trình hoạt động, SHB luôn phát triển mạnh mẽ, gặt hái nhiều thành công rực rỡ, đứng trong top 5 các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lớn nhất Việt Nam nhờ chiến lược phát triển toàn diện, bền vững, song hành với mục tiêu phát triển vì lợi ích cộng đồng, vì nền kinh tế xã hội chung của nước nhà. Thực hiện chỉ đạo, kỳ vọng mà Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu trong chuyến thăm làm việc với SHB vào ngày đầu xuân Bính Thân 2016 rằng với truyền thống tốt đẹp, SHB sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt, phát triển bền vững, an toàn, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, niềm tin của cổ đông và thị trường. Một con đường đi đúng đắn đem lại những thành tựu xứng đáng. Thành công của SHB hôm nay là thành quả của chiến lược kinh doanh đúng đắn, sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của hội đồng quản trị, ban điều hành, sự tận tâm của cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống. Nhưng trên tất cả, văn hóa doanh nghiệp là cốt lõi để SHB phát triển và ngày càng lớn mạnh, tiếp tục chinh phục những chân trời mới. SHB thành công hơn nữa.